Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc lấn át, Hoa Kỳ thu mình, châu Âu phản ứng chậm. Trong cuộc chiến chống lại đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang gây nên một cuộc khủng hoảng toàn cầu, được dự đoán là lớn nhất từ khoảng một thế kỷ nay, Trung Quốc, nơi xuất phát của dịch bệnh không ngừng thể hiện là cường quốc đầu tàu của thế giới, trong khi Hoa Kỳ lại thu mình với chiến lược nước Mỹ trước hết của Tổng thống Donald Trump. Và trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tạm thời được kiểm soát tại một số nước sinh ra, nói là của Trung Quốc, thì hiện tại vẫn diễn ra rất phức tạp tại Mỹ và châu Âu. Trung Quốc tự xem mình là quốc gia đi đầu và mạnh thường quân trong cuộc chiến chống lại đại dịch này. Đây là hình ảnh Vũ Hán, nơi đã dỡ bỏ rào cản cách ly ở thành phố. Trong khi châu Âu đã trở thành nơi cúm Vũ Hán lây lan mạnh mẽ nhất trong những tuần qua, với 6 nước đứng đầu trong top 10 nước có ca số nhiễm cao nhất toàn cầu, gồm các nền kinh tế lớn nhất châu lục như Ý, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Anh. Trong đó Ý là một trong những điểm nóng về dịch lớn nhất của thế giới ngoài Trung Quốc. Cùng đó, bên phía kia của Đại Tây Dương, Mỹ có khả năng đã trở thành tâm điểm của dịch bệnh khi siêu cường này chứng kiến sự gia tăng rất nhanh số ca nhiễm và số người chết vì dịch bệnh. Và cho đến ngày hôm nay, theo thống kê, thì đã có trên 100.000 người Mỹ đã nhiễm bệnh do virus cúm Vũ Hán gây ra. Tình hình có vẻ lắng dịu lại tại Trung Quốc, các ca nhiễm mới thì giảm, đặc biệt trong ngày 18 tháng 3, Trung Quốc đại lục lần đầu tiên ghi nhận không có ca nhiễm mới trong nước kể từ khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát vào hồi tháng 1 năm 2020, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tải như vậy. Nắm bắt thời cơ, Bắc Kinh thực hiện một cuộc tổng tấn công ngoại giao để giúp đỡ các nước khi gặp khó khăn trong cuộc chiến chống lại đại dịch bằng việc tuyên bố sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đối phó với dịch bệnh, hỗ trợ nhân lực, vật lực cho các nước trong cuộc chiến đầy cam go này. Và đối với các nước châu Âu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu đang là nạn nhân của viêm phổi Vũ Hán với thái độ đầy thông cảm và chia sẻ. Đây là hình ảnh máy bay Trung Quốc chở vật tư y tế tới châu Âu. Ông Tập Cận Bình nói với Thủ tướng Đức Angela Merkel rằng nếu Đức có nhu cầu, Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng của chúng tôi. Và những cuộc khủng hoảng về sức khỏe cộng đồng là thách thức chung với nhân loại. Sự đoàn kết và hợp tác là những vũ khí mạnh nhất chống lại nó. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, sẵn lòng hợp tác với Berlin trong phát triển vaccine phòng bệnh. Với Tổng thống Pháp, ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc sẵn sàng cùng Pháp thúc đẩy hợp tác quốc tế trong ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh, đồng thời hỗ trợ vai trò cốt lõi của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới trong việc hoàn thiện quản lý y tế cộng đồng toàn cầu. Và Trung Quốc đã tặng cho nước Pháp 1 triệu chiếc khẩu trang y tế để cung cấp cho đội ngũ y tế nước này. Trước đó, Trung Quốc đã cử 300 bác sĩ qua Ý cùng với các trang thiết bị để giúp chống dịch, cùng hy vọng sẽ thiết lập con đường tơ lụa y tế như là một phần của sáng kiến vành đai con đường mà Trung Quốc đang triển khai trên khắp thế giới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cam kết cung cấp cho Tây Ban Nha, quốc gia mới đây chứng kiến sự leo thang nhanh chóng của đại dịch, các thiết bị y tế như khẩu trang, máy thở và thiết bị bảo vệ cho các chuyên gia y tế, với lời an ủi tới Thủ tướng Tây Ban Nha rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Đồng thời gợi ý hai nước nên tăng cường hợp tác và trao đổi sau khi dịch bệnh được dập tắt. Tại châu Âu, ngoài các nước kể trên, Bắc Kinh cũng ra tay giúp đỡ nhiều nước vùng Ban Căng, đặc biệt là với Serbia, với lời hứa Trung Quốc và Serbia là hai đối tác chiến lược toàn diện. Tình hữu nghị bền chặt như sắt đá giữa hai quốc gia cũng như người dân sẽ tồn tại mãi mãi. Và không chỉ thể hiện sự chia sẻ đối với các nền kinh tế hàng đầu thế giới, Trung Quốc đã tự đặt cho mình trách nhiệm giúp đỡ các nước đang phát triển trên toàn thế giới để vượt qua đại dịch cúm Vũ Hán. Đây là hình ảnh các chuyên gia và viện trợ y tế của Trung Quốc đã đến Iran vào cuối tháng 2 để hỗ trợ các nước này chống dịch. Tại Đông Nam Á, Trung Quốc đã tặng nhiều bộ dụng cụ xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán cho Campuchia, gửi 2.000 bộ xét nghiệm nhanh viêm phổi Vũ Hán đến Philippines, trong khi cam kết giúp đỡ nhiều nước khác như Lào và Thái Lan. Tại Trung Đông, Trung Quốc đã gửi 7 chuyến bay y tế cùng với nhiều thiết bị vật tư y tế đến Iran, đến Iraq, gồm 2 bộ máy nhằm cho phép nhân viên phòng thí nghiệm Iraq tăng số ca xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán lên gấp 4 lần.
Các chuyên gia Trung Quốc cũng hướng dẫn các bác sĩ và giới chức Iran, giới Iraq các bước chống lại viêm phổi Vũ Hán, tham gia hội nghị từ xa với các giám đốc bệnh viện tại Iraq. Iran cũng là quốc gia nhận được sự ưu ái của Trung Quốc trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Trung Quốc đã gửi tới Iran 250.000 khẩu trang và 5.000 bộ kit xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán, cùng câu thơ của nhà thơ Ba Tư lừng lẫy, Xia thời Trung Cổ. Đảng Cộng sản Trung Quốc còn vươn vòi bạch tuộc xuống dưới cả Nam Á để hỗ trợ Pakistan chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Và ngay tại đại bản doanh của mình ở Đông Bắc Á, Trung Quốc cũng không ngừng tận dụng cơ hội giúp đỡ Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là hình ảnh lô khẩu trang Thượng Hải quyên tặng đã đến thành phố Busan của Hàn Quốc. Thành phố Thượng Hải đã gửi 5.000 chiếc khẩu trang cho Hàn Quốc trong bối cảnh số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc trong những ngày đầu tháng 3 đã vượt xa Trung Quốc. Trong 500.000 chiếc khẩu trang, có 100.000 chiếc dành cho các nhân viên y tế và 400.000 chiếc dành cho người dân, lô hàng đã đến sân bay quốc tế Incheon vào ngày 3 tháng 3. Trong khi đó, Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc cho biết hai thành phố khác của Trung Quốc là Thiệu Hưng và Thanh Đảo đã bày tỏ thiện chí sẽ ủng hộ khẩu trang, kính bảo hộ y tế và các hàng hóa cần thiết khác để điều trị bệnh cho bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Cũng trong thời điểm đầu tháng 3, Jack Ma, người sáng lập tập đoàn Alibaba, cũng được cho đảng viên tiêu biểu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã tặng một chiếc khẩu trang, 1 triệu chiếc khẩu trang cho Nhật Bản để ngăn chặn sự lây lan của loại nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Theo thông tin, ngày 29 tháng 2, trên trang tweet của Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản, cơ quan đại diện Trung Quốc sẽ tặng 100.000 khẩu trang và 5.000 bộ quần áo bảo hộ cho Nhật Bản, cũng như các bộ dụng cụ chuẩn đoán cúm Vũ Hán. Còn đối với đối thủ của mình là Mỹ, một mặt Trung Quốc bằng cách gián tiếp hay trực tiếp tỏ ra hào phóng, chia sẻ với siêu cường thế giới, mặt khác tranh thủ lấn át vai trò lãnh đạo thế giới trong cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có tiền lệ này. Đây là hình ảnh số vật tư y tế mà Jack Ma đã quyên góp cho Mỹ. Ảnh được cung cấp bởi Jack Ma Fondation. Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Jack Ma cho biết quỹ thiện nguyện của ông đang vận chuyển 1 triệu khẩu trang và 500.000 bộ kit xét nghiệm cho Mỹ để chống lại đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Ông này viết trên trang Weibo như sau: dựa trên kinh nghiệm chống viêm phổi Vũ Hán trong quá khứ của chúng tôi, xét nghiệm nhanh chóng, chính xác và thiết bị bảo hộ đầy đủ cho nhân viên y tế vô cùng cần thiết để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Chúng tôi hy vọng khoản quyên góp sẽ giúp đỡ người Mỹ. Ngoài ra, Trung Quốc đã quyết định quyên góp 20 triệu đô la cho Tổ chức Y tế Thế giới để hỗ trợ các hợp tác quốc tế trong việc chống lại dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng chia sẻ thông tin với các nước khác nhằm giúp các nước này hiểu rõ hơn về quá trình nhiễm bệnh và tử vong, cũng như chia sẻ trình tự gen với Tổ chức Y tế Thế giới, một hoạt động thái quan trọng để các quốc gia khác đưa ra giải pháp điều trị trong thời gian sớm nhất như có thể. Bên cạnh đó, truyền thông nước này loan báo Trung Quốc thúc đẩy chia sẻ giải pháp với các quốc gia khác bằng cách công bố các hướng dẫn về chẩn đoán, điều trị, phòng ngừa và kiểm soát viêm phổi Vũ Hán với hơn 100 quốc gia và hơn 10 tổ chức quốc tế và khu vực. Nước này cũng thành lập cơ quan, cơ chế để làm việc song phương và đa phương để tăng cường hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống lại viêm phổi Vũ Hán. Và tất cả những động thái trên chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Thực tế, những viện trợ mà Trung Quốc ban phát cho các nước sau này chỉ là một phần nhỏ của những gì mà thế giới đã giúp nước này khi đại dịch bắt đầu phát triển vào hồi đầu tháng 1 năm 2020. Đây là hình ảnh lô hàng nặng 6 tấn của UNICEF gồm khẩu trang, bảo hộ vệ hô hấp và quần áo bảo hộ đã được chuyển đến Vũ Hán hỗ trợ Trung Quốc đẩy lùi đại dịch. Facebook Nguyệt Phan tổng hợp như sau. Đầu tháng 1 năm 2020, công ty Honey của Mỹ đã tặng nửa triệu mặt nạ phòng độc, chống độc N95. Công ty 3M cũng tặng số khẩu trang tương tự. Bristol tặng 220.000 mặt nạ N95 cho bác sĩ Vũ Hán. Hai tổ chức phi chính phủ của Mỹ như MEAP đã tặng cho Trung Quốc hơn 2 triệu mặt nạ, 11.000 trang phục bảo hộ và 280.000 găng tay. Đến tháng 2 năm 2020, Mỹ đã gửi đến Vũ Hán 17 tấn hàng viện trợ. Đó là chưa kể số hàng trị giá 1,4 triệu đô la mà Hiệp hội Bóng rổ Hoa Kỳ NBA tặng tỉnh Hồ Bắc cùng một số thiết bị y tế trị giá khoảng 285.000 đô la.
dùng cho bệnh viện thứ tư của Vũ Hán, với tên Vũ Hán Thị Đệ Tứ Y Viện. Đó là chưa kể các tập đoàn khổng lồ của Mỹ như Microsoft, Dell, Boeing cũng tặng các tổ chức Hồng Thập Tự Trung Quốc và tỉnh Hồ Bắc khoảng 1,4 triệu đô la bằng hiện vật lẫn tiền mặt. Như vậy, chỉ riêng viện trợ của Hoa Kỳ cho Trung Quốc cao gấp từ 10 đến 100 lần so với viện trợ của Trung Quốc cho Mỹ. Nhưng sai lầm của chính quyền của Tổng thống Trump là đã không thực hiện công tác truyền thông ồ ạt như chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã làm. Trong bối cảnh đầu tiên trong cuộc khủng hoảng quy mô toàn cầu mà Hoa Kỳ dường như không còn đóng vai trò lãnh đạo nào với chiến lược mới của ông Tổng thống Trump, châu Âu thì phản ứng chậm chạp trước lời kêu gọi cứu trợ của hai nền kinh tế quan trọng là Ý và Tây Ban Nha. Trung Quốc đã cướp thời cơ để biến mình từ tội đồ của nhân loại với trách nhiệm hàng đầu là để xảy ra thảm kịch quy mô toàn cầu hiện nay thành anh hùng cứu nhân độ thế. Cái chết của nhân loại bởi tác nhân là chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc liệu có đang đến gần với nhân loại hay không? Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa.